da ta chỉ bị một cái thôi là mình của mình mà trắng không trắng thì Mình thôi, thì ok. da tao là da ngăm, Ngon không? là tùy tố chất người, có người là da căn bản là người ta da đẹp thế nào. Như xuống nhà mấy bà chị bên thầy á, trời ơi, bà da đẹp kinh dị luôn, cỡ mày á, cỡ mày, từ mày đến mình hơn, da người rất đẹp nhưng mà da mặt không đẹp, da mặt không đẹp, mà tao cũng đâu đẹp đâu, cũng bình thường thôi, ngăm thôi chứ không có trắng. Còn mấy bà nội bà trắng dữ lắm, ngon quá không nổi luôn. Sao để dành đi, tao 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 chỉnh video tao quay lúc 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 không coi được, có coi được thôi, mệt quá. Nếu không thôi được phong đóng dừng, mày hiểu không, chứ không cần phải để lâu như thế, mình đâu có thời gian mình ngồi lâu mình kéo cho nó coi, em hiểu chị không? Thì bây giờ nếu nó coi không được cái đó phải không, nó bấm dừng lại xong rồi nó coi tiếp. mấy cái của em nó bị Rồi rồi rồi, rồi thôi em được.